Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê, mỗi năm nước ta có hơn 10.000 trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh và phần lớn những trường hợp này rơi vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bởi vì chi phí phẫu thuật tim là vô cùng lớn, những trái tim non yếu hàng ngày vẫn chịu đựng nỗi đau bệnh tật không cách nào chữa chạy. Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình, nhiều tấm lòng nhân ái sẽ tìm đến những trái tim non lỗi nhịp. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Không có ai gọi đi làm hồ, anh Mai Ngọc Ảnh và vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Thoa ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định chỉ lanh quanh chuyện nhà cửa, con cái. Nhà có ít đất ruộng trồng lúa, không đủ để nuôi ba con nhỏ, chứ đừng nói gì đến có dư để bán. Cuộc sống đắp đổi qua ngày với nguồn thu nhập khoảng 7 triệu đồng một tháng từ công việc làm hồ của anh. Thế nhưng kể từ ngày hay tin con gái đầu của anh chị mắc bệnh tim bẩm sinh với chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu đồng, sự bình yên vốn dĩ đã ít ỏi của gia đình này bỗng chốc trở nên quá đổi mong manh. Viện vợ của em, viện vợ nào mở ra bao nhiêu chân giấy chén từ dòng kẻ ngang ngán như chiếc em xếp hàng lập từng trang từng tranh giấy chén sợi mát rượu ơi viện vợ mới tin em viết cho sạch đẹp chữ đẹp là tính nét của những người chờ ngon. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Nối Kết Yêu Thương sẽ tiếp tục những chuyến xe để nối liền nhịp đập của trái tim và cùng Vina Capital Foundation trao gửi hy vọng cho gia đình các em thơ đang cần lắm sự chung tay giúp sức từ cộng đồng để cho các em có thể chữa lành trái tim. Và chuyến xe kỳ này, xin mời quý vị sẽ cùng về với xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và cùng gặp gỡ em Phương Thúy. Quý vị, ngồi bên cạnh Như Nguyễn là chị Minh Phúc, đại diện của chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Dạ, thưa chị Minh Phúc, trong thời gian qua thì Vina Capital Foundation của chúng ta đã biết đến bé Phương Thúy qua sự giới thiệu như thế nào ạ? Trường hợp của bé Phương Thúy thì Vina Capital Foundation đã biết đến bé trong một cái đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh được thực hiện vào cuối năm 2020. Đây là một cái đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trong tỉnh Bình Định được đồng phối hợp thực hiện cùng với lại Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Định và một đối tác bệnh viện, đó là Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Dạ, như vậy thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh Bình Định cùng với Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đã phối hợp với Vina Capital Foundation trong cái quá trình mà mình tìm kiếm và giúp đỡ cho các bệnh nhi như thế nào ạ? Thì cơ quan địa phương sẽ hỗ trợ giúp cho các em việc xác minh hoàn cảnh gia đình. Các em trong cái diện hoàn cảnh khó khăn thì sẽ được giới thiệu đến Nhịp Tim Việt Nam để hỗ trợ cái chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và ngay bây giờ, quý vị, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và cùng chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh ngày hôm nay của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Như Nguyễn và chị Minh Phúc, chúng ta sẽ đến thăm gia đình của bé Phương Thúy nha.
Thưa quý vị, xin được giới thiệu cùng với quý vị, đây là bé Phương Thúy cùng với gia đình của em. Dạ, xin được chào bố mẹ của Thúy ạ. Tình trạng bệnh của bé hiện nay là như thế nào rồi chị? Dạ, bệnh trạng của bé thì em thấy nay cũng bé cứ than mệt luôn à. Dạ, cũng sức khỏe thì nó không có tốt như lúc trước nữa. Ăn yếu mà ngủ nghỉ cũng không ngon, nên thấy bé nó xuống cân hơn nữa. Lúc mà nhỏ, cái tình trạng sức khỏe của Thúy lúc đó như thế nào? Bé ốm yếu rồi lắm. Dạ, bé cứ trong tháng là em đi bệnh viện suốt thôi. Chưa có ra là cứ bé cứ nó thở hơi lên đấy. Khò khè là đi là bác sĩ cứ nói là bị viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Rồi cứ nói viêm đấy thôi. Rồi em trải qua giai đoạn lại cứ ráng chăm bé từng chút vậy á. Rồi bé lớn lên chút nữa bé cũng ốm yếu, em nuôi em chăm mà tới 2 tuổi mà được 7 kg. Dạ, em nuôi em chăm gơ lắm vậy. Lúc đấy vô Sài Gòn đấy bé được 7 kg mấy á, đi khám dinh dưỡng rồi. Người ta nói là bị suy dinh dưỡng, họ cho thuốc bổ vô uống thời gian mà thấy bé đó cũng khởi sắc. Đấy, em chớ chẳng gì qua tiếp. Rồi vì em chăm từng chút bé ăn rồi em cũng đút từng muỗng từng ăn, bé cũng biến ăn lắm. Mà em không ngờ là bé nó bị vậy. Chỉ em đi khám thì cứ nói viêm đường hô hấp và suy dinh dưỡng thôi à. Từ lúc mà bé đi học lớp 1 ấy, có chương trình khám miễn phí ấy, điện em vô vậy, em vô nghe tin ấy, em về em lung bùng, em chỉ em nghe mà em run rẩy, em sợ. Máy bác sĩ khiêng thì nói em nên đừng bình tĩnh, không sao hết, máy bác sĩ giúp đỡ cho. Nói bác sĩ nói đỡ cái chỉ do về làm đơn mà bác sĩ sẽ giúp đỡ cho, không sao hết rồi, em yên tâm đi, đừng có run rẩy nữa. Lúc đó em vô em run, em nói không được luôn. Bác sĩ khóc luôn, bác sĩ nói không sao đâu, cứ đỡ đấy, mấy bác sĩ chỉ làm đơn cho, không sao đâu. Vậy em cũng yên tâm phần nào. Chị, nhưng mà bé Thúy có biết về cái tình trạng sức khỏe của mình và có biết những cái hoạt động nào cần hạn chế hay là cần lưu ý những cái điều gì không ạ? Em vì em cũng có dặn bé là vô trường không được chạy nhảy lung tung, sức khỏe không được tốt lắm, và bé nó năng động, bé nó không biết. Dạ, bé vẫn chạy nhảy mà giờ thì có lúc cô giáo nói là bé vô trong trường lúc mà mệt quá nằm trên bàn cứ khóc vậy không học, mà cô giáo hỏi sao nói mệt nhức đầu vậy, bé không nói nữa. Hiện nay thu nhập chính của gia đình của mình thì là từ ai hả chị? Ba của bé ạ, anh làm thợ hồ ạ. Vậy em xin hỏi anh một chút xíu ạ, bố của Thúy, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút về công việc của mình được không ạ? Em làm ở Quy Nhơn, sáng xe chở đi, chiều tóc xe chở gì vậy? Bình thường em đi làm ngày nào được thì có 300, còn không có làm ở nhà thì thôi, nên làm ngày nào tính tiền ngày nói. Vậy trung bình tổng thu nhập một tháng của anh là cỡ bao nhiêu? Như làm 20 ngày thì cỡ 7 triệu, 6 triệu năm như nữa thì cỡ 7 triệu rưỡi, và cao nhất. Vậy rồi bên cạnh cái công việc của anh đem về cái nguồn thu nhập cho gia đình á, thì những cái chi phí để trang trải sinh hoạt hay là những cái bữa ăn cho các con á, thì đó có phải là một cái vấn đề thử thách với chị không? Cũng khó khăn, lúc đầu hai đứa thì đỡ, giờ ba đứa thì nó hơi khó khăn hơn chút, mà em cũng ráng. Còn cố gắng thì nói chung anh làm cố gắng thì em cũng tiết kiệm thì cũng được. Mà từ khi bé nó đeo dữ quá, đeo tiền số tiền quá lớn thì em không thể nào chữa cho bé được. Nhưng mà còn như bé em ráng tiết kiệm thì em chăm sóc hàng ngày thì cũng tiêu cũng đủ cũng được. Vậy thì mình có thể thấy là mọi cái thu nhập của gia đình là trông cậy vào anh hết, trụ cột của gia đình. Mà hiện nhà mình thì là ba thế hệ chung sống cùng với nhau nữa, có thể thấy là cuộc sống hiện tại đã không dư dả gì rồi, lại còn thêm việc là chữa bệnh cho em Thúy nữa. Vậy thì anh ơi, có bao giờ mà anh cảm thấy nản lòng không ạ? Em cũng ráng ra mà rồi nhờ hôm bữa bác sĩ ở Đà Nẵng cứ nuôi làm đơn rồi nhờ mấy nhà hảo tâm giúp đỡ. Thế còn em cũng không nghĩ. Chứ còn như giờ gia đình em này chắc không có đủ lo cảnh tớ. Cùng với những cái nỗ lực của gia đình mình thì còn có sự chung tay góp sức từ cộng đồng và từ Vina Capital Foundation nữa. Chị Minh Phúc ơi, vậy thì khi mà chị biết về hoàn cảnh của em Phương Thúy và gia đình của em á, thì cảm xúc của chị như thế nào ạ?
việc mưu sinh hàng ngày của gia đình đó, nó là một cái gánh nặng quá là to lớn để mà có thể đủ cơm ăn ba bữa, thì nó đã lấy đi cái cơ hội của em bé, không những là trong cái việc thăm khám sức khỏe để sớm phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh, mà cái vấn đề hiện tại còn đang là cái việc làm sao để có đủ một cái số tiền cả 100 triệu đồng để mang cái chi phí phẫu thuật lại cho em bé. Thì đó cũng chính là một cái thôi thúc những người làm chương trình Nối Kết Yêu Thương hay là Nhịp Tim Việt Nam để có thể vận động đi gây quỹ, cũng như là phối hợp với lại những cơ quan chức năng địa phương, bệnh viện đối tác và cả những mạnh thường quân của chúng tôi trong cái chặng đường mà chúng tôi sẽ đem lại cái nguồn tài trợ chi phí phẫu thuật tim trong thời gian sớm nhất cho bé Mai Phương Thúy. Dạ, xin được cảm ơn chị Minh Phúc rất là nhiều. Cảm ơn những cái động thái rất là tuyệt vời của Vina Capital Foundation để hỗ trợ cho em Phương Thúy và những hoàn cảnh giống như em. Và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi từ phía đại diện của Vina Capital Foundation thì gia đình của mình, anh chị nè, cũng đã tin hơn và cũng sẽ cảm thấy là thoải mái hơn trong cái tình trạng sức khỏe của Thúy đã được cái sự quan tâm chăm sóc. Nhân đây thì chị có điều gì muốn gửi đến với ban tổ chức của chương trình Nói Cách Yêu Thương cũng như là Nhịp Tim Việt Nam ạ, quỹ Vina Capital Foundation ạ? Em rất cảm ơn hết tất cả các nhà chương trình đã ủng hộ cho bé. Em cũng mong ủng hộ cho bé, em rất là cảm ơn. Bây giờ em cũng không biết nói gì, em chỉ biết vậy thôi, em biết cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ em mong cho bé nó khỏi bệnh là em yên tâm. Mong là anh chị đó, như những cái lời khuyên của bác sĩ, bình tĩnh và mình cũng phải giữ sức khỏe nữa. Mình khỏe thì mình mới chăm được cho cả ba con, nhất là cho Phương Thúy. Và cùng với cái sự quan tâm của Vina Capital Foundation và tất cả mọi người thì chúng ta cũng sẽ hy vọng một cái tương lai gần thôi, Thúy sẽ khỏe mạnh hơn, vui chơi hoạt động thoải mái hơn như các bạn bè đồng trang lứa chị nha. Những ngày này, dải đất miền Trung đang vào mùa nắng nóng gay gắt như đổ lửa. Không chỉ cây trồng mà cả con người cũng hao gầy trong cuộc mưu sinh. Tuổi thơ đã qua của em Mai Phương Thúy như một cây nhỏ khát nước. Nhưng sự giúp đỡ kịp thời mà chương trình Nhịp Tim Việt Nam mang đến cho em như một cơn mưa trong lành kịp thời tưới mát để phần tuổi thơ tiếp nối của em sẽ là những ngày tươi đẹp và giàu sức sống hơn. Đến đây thì chương trình Nối Kết Yêu Thương xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.